Thưa quý khán giả, trong thời gian qua, việc thu phí bản quyền phát sóng SEA Games 32 đã gây ra không ít tranh cãi. Mặc dù đã có một số đài truyền hình trong khu vực hoàn thành việc mua bản quyền, nhưng mới đây, nước chủ nhà Campuchia đã thông báo rút lại quyết định thu phí của mình. Trong ngày hôm qua, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã ra lệnh miễn phí vé vào xem lễ khai mạc, bế mạc và các môn thi đấu tại SEA Games 32. Đồng thời, nước chủ nhà sẽ không thu phí bản quyền phát sóng cả SEA Games cũng như Asian Para Games đối với các đài trong nước và quốc tế. Như vậy, với các đơn vị đã mua bản quyền phát sóng SEA Games 32 sẽ được đối tác thương mại của ban tổ chức hoàn trả lại tiền. Quyết định này được đưa ra trong phiên họp toàn thể Hội đồng Bộ trưởng của Campuchia. Chính phủ Hoàng gia Campuchia coi đây là sự kiện lịch sử của đất nước này sau 64 năm chờ đợi. Trước đó, một số đơn vị truyền thông của Malaysia, Indonesia, Singapore và Việt Nam đã hoàn thành việc thương thảo mua lại bản quyền phát sóng SEA Games 32. Trong khi đó, phía Thái Lan không đồng ý bỏ ra 800.000 đô la Mỹ, con số được cho là quá cao để sở hữu bản quyền phát sóng SEA Games.